tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Peach Channel và mình là Đan Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn về xu hướng màn hình nốt ruồi và cũng như là cái xu hướng đục lỗ hay là camera thụt thọt. Đây là một cái xu hướng rất mới và xem là hãng AZ là một hãng Đan Anh đang muốn nhắc tới, bởi vì mới gần đây thì họ đã đem một cái sáng chế của mình về hai cái công nghệ này, một là nốt ruồi hay là camera thụt thọt, và hãy xem là AZ đã làm gì với những công nghệ này nhé. Về xu hướng màn hình đục lỗ hay là nốt ruồi thì có vẻ như là các bạn đã nghe quá nhiều trong những ngày hôm nay rồi đúng không? Thứ nhất là về camera thụt thò trước đi ha. Thì ngay khi mà cái chiếc điện thoại Vivo Nex ra mắt thì chúng ta đã được một fan khá là bất ngờ vì công nghệ này hoàn toàn mới, và cũng có một vài ý kiến trái chiều về độ bền cũng như là độ vệ sinh của cái công nghệ này khi nó có mặt trên chiếc điện thoại. Hơn nữa thì ngay sau đó thì Oppo Find X của chúng ta cũng ra mắt cái công nghệ này cho phần camera với chiếc điện thoại Oppo Find X luôn. Và cũng có thể thấy dễ hiểu là Vivo cũng như là Oppo là hai công ty mà có thể nói là cùng một công ty mẹ, cho nên là cái điều kiện mà họ vay mượn công nghệ nhau thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Và ngoài Vivo hay là Oppo ra thì chúng ta cũng có một hãng nữa cũng có công nghệ thuộc thò đó, và nếu như bạn là fan Xiaomi chắc hẳn là bạn sẽ biết đó là chiếc điện thoại nào đúng không nào? Vâng, đó chính là chiếc điện thoại Xiaomi Mi Mix 3. Và với công nghệ trồi thuộc này thì chiếc Mi Mix 3 gọi cơ chế trượt 500 này là Magnan 6 Slider, khác với cơ chế tự trượt di động trên Oppo Find X. Và bên cạnh cái xu hướng trồi thuộc đó thì chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế gọi là thiết kế nốt ruồi hay còn gọi là đục lỗ. Và Samsung A8s hay là Huawei Nova 4 và sắp tới sẽ là chiếc S10 sẽ là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên sẽ sở hữu cái công nghệ này. Và cái công nghệ này là một công nghệ hoàn toàn biến đổi cái màn hình hiển thị mặt trước của chúng ta, giúp cho cái hiển thị mặt trước tối ưu hơn, và hơn nữa thì nó cũng sẽ giúp một số bạn không thích tai thỏ có thể xóa bỏ đi được tai thỏ trong những sách lạc thiết kế xấu nhất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là AZ thì liên quan gì đến hai cái thiết kế này? Đơn giản thôi, từ trước đến giờ nếu như bạn là một người hay theo dõi tin tức công nghệ và hay đi theo dõi những cái tiến trình hình thành những cái thiết kế của hãng AZ thì bạn cũng sẽ hiểu là AZ cũng là một hãng rất là biết bắt trend là một, và luôn luôn mang những cái thiết kế ấn tượng và sáng tạo lên những cái thiết kế điện thoại của mình. Không hổ danh là AZ, và cũng sẽ không có gì quá là xa lạ nếu như chúng ta biết được rằng AZ cũng sẽ sở hữu một trong hai cái thiết kế công nghệ mới nhất, đó chính là thiết kế nốt ruồi và thụt thò camera. Nhìn lại một chút trong quá khứ thì chúng ta có những chiếc điện thoại mà AZ khi mình nhắc đến hẳn ai cũng sẽ rất là ấn tượng về những cái thiết kế của nó. Đầu tiên là với chiếc điện thoại AZ2. Và AZ Zenfone 2 với thiết kế đột phá khi bàn phím âm lượng ở mặt lưng sâu hoặc là mặt lưng vỏ nhựa giả xước phay giống kim loại. Và sau đó chúng ta có chiếc điện thoại Zenfone Selfie với ống kính selfie cực ngầu bằng độ phân giải của camera trước là 13 MP nè. Rồi đến dòng 5 hay là 5Z với thiết kế tai thỏ và mặt lưng kính phẳng rất là đẹp. Rồi đến dòng Max Pro M1 với thiết kế bo cong và dãy anten trên dưới. Và cũng tất nhiên là không thể bỏ qua dòng ROG Phone là chuyên gaming luôn, với những cái thiết kế bạn biết thế nào rồi đó, cực kỳ khuôn và ngầu. Và ROG Phone cũng là một trong những cái thiết kế của AZ đầu tiên mang đến một cái thiết kế không hề đối xứng trên smartphone. Vậy nên từ những cái thông tin đó chúng ta có thể kết luận lại rằng là chắc hẳn lần này AZ cũng sẽ không thể nào bỏ qua những xu hướng hot trend như là thiết kế nốt ruồi đục lỗ hay là camera thụt thò rồi nhé. Vậy thì tiếp theo câu hỏi đặt ra là AZ sắp tới sẽ có gì? Bằng sáng chế camera thụt thò của AZ được mô tả với nhiều cái thứ khác nhau, và cụ thể thì ngoài việc trang bị camera selfie trong hệ thống này thì AZ còn muốn tích hợp nhiều thứ hơn nữa, ví dụ như là cảm biến nhận diện khuôn mặt. Và với thiết kế này thì smartphone của AZ sẽ có màn hình không viền và không có cảnh trên luôn. Và bằng sáng chế thứ hai là cũng đến từ AZ luôn, là một bằng sáng chế nói riêng về thiết kế đục lỗ nốt ruồi. Và với camera nằm bên dưới màn hình cảm ứng và để lại một lỗ khoét ở góc trên bên trái thì thiết kế này rất giống với Huawei Nova 4 hay là Samsung Galaxy A8s như mình đã nói lúc nãy đó. Và mặc dù mới đây thì AZ sẽ tuyên bố tập trung vào phân khúc smartphone chơi game, tuy nhiên thì sự hấp dẫn của những cái thiết kế mới này là một hot trend công nghệ mà không thể nào bỏ qua cho những hãng smartphone đang muốn cạnh tranh trên thị trường smartphone khốc liệt này. Chắc hẳn là AZ cũng phải có một trong hai công nghệ này. Và chiếc smartphone tiếp theo của AZ sẽ ra mắt vào tháng 2 hoặc là đầu tháng 3 năm sau. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đón đợi sản phẩm này của AZ, xem là liệu lần này AZ có thành công với những thiết kế hot trend hay không nha.
Vừa rồi là một vài thông tin về ASUS cũng như là công nghệ màn hình đục lỗ nứt ruồi và camera thồi thụt. Vậy thì bạn nghĩ sao về những thiết kế ấn tượng này và bạn có mong đợi ASUS sẽ có mặt với những cái sản phẩm với thiết kế công nghệ mới như vậy hay không? Hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết đó nha. Và nếu như bạn đang muốn xem là ASUS từ trước đến giờ có những cái thiết kế sản phẩm tốt như thế nào và hiện tại thì là những chiếc điện thoại mới như là Zenfone 5, 5Z, Zenfone Max Pro 2, Max Pro M2 thì các bạn có thể truy cập vào phần link bên dưới mà tụi mình đã đính kèm là Bạch Long Mobile và đừng bỏ lỡ cơ hội mua điện thoại với giá hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Big Channel.